của em nó chật quá. Em mặc em phải chặt là cái áo mới. Là người Việt Nam Tết hay mặc áo mới, nó nhớ hồi nhỏ. Giờ mỗi lần Tết về không có áo mới buồn lắm. Trước năm 75 nhà em Tết, dạ năm đứa con, Tết nào cũng có áo mới. Sau năm 75 cũng có áo mới, nhưng mà áo của anh chuyển xuống em mặc là mới với mình, nhưng mà cũ của anh. Và hồi nãy là bộ áo Tết truyền thống, giờ bây giờ là bộ áo Valentine's Day. Happy Valentine's, 14 ngày tháng 2 là ngày lễ của tình yêu. Người bên cạnh mà là người yêu của chúng ta thì chúng ta quay qua hôn cái chụt lên mặt. Trời ơi, mắc cỡ nó hôn đi. Là không hôn chụt lên mặt thì thò cái tay nắm tay người bên cạnh, xiết tay một cái. Nhưng mà chỉ xiết tay thôi nhé. Và sau đây là một nhạc phẩm mà nó đã được trình bày trên chương trình Asia Đêm Sài Gòn Nôn, tức là mùa thế kỷ trước năm 1992. Đơn xin gửi tới tất cả quý vị để tặng cho tất cả quý vị đây. Lúc nào tâm hồn chúng ta cũng trẻ trung, lúc nào chúng ta cũng trẻ trung. Không trẻ chúng ta làm cho trẻ, giống như em đây đi kéo ra mặt 8 lần rồi. Không muốn trẻ nó cũng phải trẻ. Em kéo cho bao giờ mà ra em hết nhanh thì em không kéo nữa. Em chờ 5 năm sau cái em nhanh em kéo nữa. Em có người bạn bác sĩ, em quảng cáo được bác sĩ thẩm mỹ đây, cái kéo ra mặt cái kia đạt rồi. Và sau đây là nhạc phẩm Hãy Sống Cho Tuổi Trẻ, tức là Say You Will. Oh,
sát vô hơi giống như giật nhau vậy. Baby no matter just how hard I try. Ai đó sao lâu vậy? Nghiêm quá. Cô giáo phải không ạ? Cô giáo phải không ạ? Ô, cho nó biết, nó biết. Ô, dạ Việt Nam. Dạ đứng nghiêm quá em, đừng cô giáo. Dạ, dạ. Sợ quá. Baby, no matter just how hard I try, I don't wanna be alone. Qua nãy thấy nhẫn mà giờ tôi mất rồi. Và năm nay chúng ta sẽ không còn độc thân nữa mà chúng ta sẽ có hai bạn ơi quên, bên này đi tàu chúng ta sẽ có bồ và đường sẽ đi tới hôn nhân và hôn nhân thì nhớ mời đóng hồ. Dạ rồi. Là ai cũng tặng. Ồ. Hồ tặng. Hôm nay con hồ đến để tặng cho tất cả quý vị lì xì thì tôi cũng nhân dịp này gửi tặng một món quà. Lì xì lại cho đồng hồ. Cũng nhân dịp đi từ sang hai tức là Thượng Hải Trung Quốc về đây có hai việc duy nhất. Việc thứ nhất là gặp con tôi. Việc thứ hai là được nghe con hồ khác. Nhân dịp năm mới kính chúc các cô chú, các anh chị và nhất là các em sinh viên, những thế hệ trẻ của chúng ta một năm mới an khang thịnh vượng thành công. Stay foolish, stay hungry. Thiếu thiếu, được điểm cao, được E. Cảm ơn anh, chó chè, chó chè, có ngày qua trời. Dạ, người về từ xe 2, dạ cảm ơn anh đi làm bên xe 2 ha, nhưng mà không mua đồ xe, không xài đồ China ha. Dạ, đi làm thì là chuyện của mình, xài đồ Việt Nam đúng rồi. Nhưng mà có chừng đồ Việt Nam có chất hóa học trong đó thôi, xài đồ Mỹ đi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Cảm ơn anh, trong này là có tiền Trung Quốc trong này ạ. Dạ, dạ, cái gì cũng được mới là thật, cảm ơn anh. Thó chè, thó chè, dạ, thó chè, dạ, cảm ơn anh. Dạ, anh có lì xì rồi. Dạ. Đang có một nhạc phẩm nó hơi mới, nếu mà quý vị nào không theo dõi chương trình Paris by Night thì nó hơi mới một chút.